Liên quan đến vụ phá rừng tại Lâm Đồng, mới đây hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã phát hiện thêm hơn 150 cây thông bị đầu độc, đưa số lượng cây thông ba lá hàng chục năm tuổi đã bị đầu độc ở đây lên tới hơn 250 cây. Tại khoảnh 3 và khoảnh 4, tiểu khu 613, xã Lộc Phú, Hạt Kiểm Lâm huyện cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã phát hiện 159 cây thông ba lá hàng chục năm tuổi bị các đối tượng khoan lỗ rồi đổ hóa chất. Sau khi phát hiện vụ việc, các đơn vị liên quan đã nhanh chóng triển khai các biện pháp giải độc cho cây. Trước đó, như truyền hình nhân dân đã đưa tin, tại tiểu khu 614, xã Lộc Ngãi, giáp danh với xã Lộc Phú, cũng vừa xảy ra phụ đầu độc 93 cây thông với cách thức tương tự. Theo Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, vụ việc lâm tặc khoan lỗ đổ hóa chất nhằm phá rừng thông này được đơn vị chức năng phát hiện từ đầu tháng 7 năm 2023 và đang được cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra xử lý.